vạn tình ca mới. Miền Đông thân yêu, tiếng súng đang vang rền trong mỗi ca lao động của người thợ mỏ. Một ngày mới bắt đầu, những người thợ mỏ Mông Dương lại vào ca. Chiếc thùng skip nhanh chóng đưa họ xuống sân ga. Từng tốp thợ tỏa đi các hướng, tiếp tục hành trình khơi nguồn than mới. Dù công việc còn lắm nhọc nhằn, vất vả và cả hiểm nguy, song chưa khi nào người thợ mỏ Mông Dương vơi tình yêu với hòn than và ngành mỏ. Nhiều biến cố đã từng xảy ra như thiên tai, ngập mỏ, sự cố sản xuất đặt người thợ trước những lựa chọn khó khăn. Nhưng sau cùng, thợ mỏ Mông Dương vẫn kỷ luật, đồng tâm, kiên cường bám mỏ, bám nghề. Phẩm chất quý báu đó của những người thợ chẳng khác nào những chiến sĩ trên chiến trường. Họ đang ngày đêm chiến đấu trên mặt trận sản xuất than để mang về nguồn năng lượng quý giá phục vụ cho đất nước. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng ký ức về sự cố ngập mỏ năm 2015 vẫn luôn vẹn nguyên trong tiềm thức của những người thợ mỏ Mông Dương. Trận mưa lũ cuối tháng 7, đầu tháng 8 xối xả trút xuống cả ngày lẫn đêm, gần một tuần đã nhấn chìm cả vùng Mông Dương trong biển nước. Than Mông Dương đứng trước nguy cơ xóa sổ hoàn toàn diện sản xuất. Một mỏ với gần 40 năm truyền thống và biết bao tài nguyên quý giá của đất nước bỗng chốc ngập trong cả triệu mét khối bùn nước. Các tuyến đường ô tô, đường sắt chìm trong bùn nước. 4 máy bơm công suất 1.000 mét khối một giờ của mỏ đã không thể thắng được áp lực quá lớn của những cơn mưa. Hơn 3.000 công nhân thợ mỏ Mông Dương dừng sản xuất, đối mặt với nguy cơ thất nghiệp. Những người thủ lĩnh ngành than khi đó đã nhận định mất mỏ là điều có thể phải chấp nhận. Toàn bộ cái mặt bằng này vẫn là cái là đến tận kéo dài đến tận 1 tháng 8 là vẫn mưa không ngớt. Tức là cái tổng lượng mưa từ chiều ngày 26 tháng 7 cho đến kết thúc ngày 31 tháng 7 là tổng lượng mưa là gần 1.600 ly. Có lẽ là cái trận mưa mà nó lớn nhất từ 40 năm trở lại đây. Giữa cơn hoạn nạn, tinh thần kỷ luật và đồng tâm của thợ mỏ đã vực Mông Dương đứng dậy. Thay vì bỏ mỏ đi tìm cơ hội việc làm mới, hàng nghìn thợ lò than Mông Dương đã chọn cách ở lại, đồng cam cộng khổ với những người lãnh đạo để tìm phương án khắc phục hậu quả mưa lũ. Hàng trăm tổ đội cứu mỏ được hình thành, ngày đêm vận hành các hệ thống bơm nước công suất lớn để hút bùn nước ra khỏi các đường lò. Các thiết bị được trục vớt lên mặt bằng để sửa chữa. Theo kế hoạch, toàn bộ khối lượng công việc này sẽ phải thực hiện trong khoảng 5 tháng. Nhưng bằng sự quyết tâm và mưu trí sáng tạo của công nhân thợ mỏ, chỉ chưa đầy 2 tháng, nhiệm vụ xử lý sự cố ngập mỏ đã hoàn thành. Đến ngày 15 tháng 9 năm 2015, mỏ Mông Dương đã hồi sinh và sản xuất trở lại trong niềm hân hoan của hàng nghìn cán bộ lao động thợ mỏ. Sau hơn 5 năm, nhớ lại những thời khắc sinh tử bên nhau để cứu mỏ khỏi nguy cơ xóa sổ, họ càng thâm thía hơn giá trị của tinh thần kỷ luật và đồng tâm. Đó là thứ kỷ luật không phải ngành nghề nào cũng có được. Cá nhân tôi thì cũng sau cái sự cố ngập mỏ năm 2015 thì rút ra kinh nghiệm là khi mà sự cố xảy ra thì tất cả anh em công nhân, một người thì không thể làm nên cái việc gì, nhưng nếu anh em công nhân cùng đoàn kết và thì cái sức mạnh đoàn kết đấy cùng với sự lãnh đạo của cán bộ công ty thì sẽ khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Dũng cảm, quên mình cứu mỏ, đồng cam cộng khổ với những người đồng nghiệp trong giai đoạn khó khăn, thợ lò Mông Dương đã trở thành điểm sáng của ngành than vì tinh thần kiên trung ấy. Tinh thần đó đã theo họ cho đến sau này, khi ngành than tiếp tục gặp khó khăn do cơ chế thị trường, dịch bệnh Covid-19, họ vẫn sát cánh bên nhau để cùng vượt qua thử thách. Anh Hoàng Văn Thế, một người thợ lò quả cảm của phân xưởng đào lò 5,
Nói đến sự quả cảm của thợ lò Thế, nhiều đồng nghiệp nhớ đến nghĩa cử cao đẹp của anh trong trận mưa lụt lịch sử hơn 5 năm trước. Ngày đó, giữa lúc mưa lũ tràn về, nhiều thợ lò được lệnh phải ở yên vị trí an toàn. Anh Thế đã dũng cảm băng qua dòng nước lớn để cứu những người dân trong tâm lũ. Sự dũng cảm của anh đã được lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành than và công ty ghi nhận, được nêu gương trên sóng truyền hình quốc gia và địa phương. Trong lao động sản xuất, thợ lò Hoàng Văn Thế cũng nổi bật là một người mưu trí, dũng cảm, đi đầu trong nhiều nhiệm vụ khó. Việc gì được giao, anh cũng cố gắng để hoàn thành thật tốt, đạt năng suất lao động cao nhất nhì phân xưởng và có nhiều giải pháp sáng kiến làm lợi cho đơn vị. Đối với anh, đã là một người thợ mỏ, tính kỷ luật và đồng tâm phải được đặt lên hàng đầu mỗi khi bước vào ca sản xuất. Chỉ có kỷ luật mới giúp thợ lò tránh được những sự cố không mong muốn trong quá trình lao động. Chỉ có đồng tâm mới tạo nên sức mạnh để thợ mỏ cùng nhau vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất. Tôi nghĩ rằng mỗi một người thợ mỏ cũng như là một người chiến sĩ, bởi vì khi vào trong lò để sản xuất thì anh em luôn phải đoàn kết để thực hiện tốt những cái kế hoạch và cũng như là cái lệnh sản xuất của công ty cũng như là của phân xưởng để mà vượt qua những cái khó khăn. Bài học kinh nghiệm của anh Kiên hay những hành động dũng cảm, xung kích của anh Thế đã khơi nguồn cảm hứng để thợ mỏ Mông Dương nêu cao tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất. Trong hơn 5 năm qua, nhờ đội ngũ đoàn kết, than Mông Dương đã thuận lợi triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng. Giữa năm 2020, lò chợ cơ giới hóa hạng nhẹ đầu tiên của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã đi vào sản xuất. Đó là sự thành công đầy tự hào của những người thợ mỏ Mông Dương khi chinh phục độ sâu lòng đất, đưa công nghệ mới lần đầu áp dụng vào sản xuất than. Nỗ lực khắc phục những khó khăn trong suốt quá trình thi công lò chợ của tập thể lãnh đạo, cán bộ công ty và phân xưởng khai thác 5 đã chứng minh chân lý, đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh. Lò chợ cơ giới hóa hạng nhẹ của Than Mông Dương có công suất thiết kế 300.000 tấn than một năm, được triển khai lắp đặt ở vị trí lò có độ dốc lớn, địa chất khó khăn. Trong khoảng hơn 6 tháng thi công thần tốc, gần 100 bộ dàn chống đã được lắp đặt đạt yêu cầu kỹ thuật. Lần đầu tiếp cận với công nghệ mới, nhưng bằng quyết tâm, thợ lò phân xưởng khai thác 5 đã khắc chế thành công mọi trở ngại để ra than đúng tiến độ. Sau một thời gian mà phân xưởng khai 5 đã đi vào sản xuất khai thác lò chợ cơ giới hóa hàng nhẹ đầu tiên thu hồi than nóc, thì đến nay thì về cơ bản có thể nói là cán bộ công nhân viên của phân xưởng cũng đã nắm bắt được, làm chủ được cái công nghệ khai thác này. Và đến thời điểm hiện tại thì sản lượng bình quân của phân xưởng cũng đạt từ 23 cho đến 25.000 tấn trên một tháng. Trung bình sản lượng như vậy tính ra là cũng được 1.000 cho đến 1.200 một ngày đêm. Qua đó là cái năng suất lao động so với các cái loại hình công nghệ mà trước công ty đã áp dụng thì nó sẽ tăng lên từ 2 cho đến 2,5 lần, và cái năng suất hiện tại cũng đạt được bình quân là từ 11 cho đến 12,5 tấn công trên 10 ca. Tháng 3 năm 2021 vừa qua, công ty cổ phần Than Mông Dương đã cho ra những tấn than đầu tiên từ lò chợ giá khung thủy lực di động liên kết xích. Đây là công nghệ chống giữ lò lần đầu được áp dụng tại Than Mông Dương. Công nghệ chống giữ lò này hiện đã được triển khai tại nhiều đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam và là một giải pháp công nghệ chống giữ phù hợp với điều kiện địa chất mỏ thường xuyên có sự biến động như Mông Dương. Với việc kịp thời nắm bắt, làm chủ công nghệ, trong ngày đầu ra than, lò chợ đã sản xuất được trên 500 tấn than, an toàn lao động được đảm bảo. Anh em chúng tôi rất vui mừng khi được công ty và tập đoàn đầu tư công nghệ mới vào lò chợ. Anh em chúng tôi phấn đấu học hỏi công nghệ mới và đưa năng suất tối đa của công nghệ mới vào thực tế, làm sao có năng suất cao nhất và tiền lương cao nhất. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh, đồng thời lan tỏa những tấm gương thợ mỏ tiêu biểu, Đảng ủy Công ty Cổ phần Than Mông Dương đã phát động thi đua xây dựng hình ảnh người thợ mỏ, người chiến sĩ Mông Dương.
Theo đó, những đảng viên là cán bộ quản lý, công nhân thợ mỏ đang làm trực tiếp tại các phân xưởng có nhiều đóng góp trong tháng sẽ được tuyên dương khen thưởng. Sức đóng góp thể hiện ở những tiêu chí rõ ràng như số ngày công thực tế tham gia lao động sản xuất, năng suất lao động, thu nhập cao trong top đầu đơn vị, tiền lương bình quân vượt tối thiểu 15% tiền lương kế hoạch. Ngoài ra, những cá nhân đó cũng cần có sáng kiến, ý tưởng, giải pháp thiết thực trong cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản xuất, làm chủ, vận hành thiết bị, công nghệ mới, an toàn, hiệu quả. Trong lao động sản xuất, họ tích cực tham gia giải quyết những nhiệm vụ công việc khó khăn, kèm cặp, hướng dẫn công nhân mới, học sinh thực tập, tham gia các hoạt động phong trào do đơn vị và công ty tổ chức. Từ năm 2020 đến nay, Đảng ủy công ty đã biểu dương khen thưởng 47 gương người thợ mỏ, người chiến sĩ trong toàn đảng bộ. Hàng tháng thì với cái mục tiêu là các cái đơn vị là phải thi đua về công tác đảm bảo tuyệt đối về an toàn và đảm bảo được cái năng suất, trong đó là cái năng suất là an toàn, rồi cái tính kỷ luật, tính chấp hành các cái quy trình quy định trong sản xuất. Và từ đó và trong quá trình làm việc thì cùng với đó thì anh em sẽ có cái sự tạo điều kiện gắn kết để xây dựng những cái gương ở trong điển hình ở trong sản xuất từng vị trí một. Và từ cái việc đó thì đến thời điểm bây giờ thì cũng cái xây dựng cái mô hình gương người thợ mỏ chiến sĩ của Công Dương thì thực chất là đã đi vào được tất cả các cái vị trí sản xuất. Về phía phân xưởng thì cũng có những cái xây dựng những cái hình ảnh người chiến sĩ người thợ mỏ đấy, thì qua những cái đấy thì để phát huy những cái tinh thần yếu tố con người ở trong cái phân xưởng và phát huy hết những cái yếu tố bản chất của những con người đấy, thì là để giúp phân xưởng có những cái phát huy những cái sáng tạo để hoàn thành những cái nhiệm vụ của công ty giao. Ngành sản xuất than có tính đặc thù cao, là nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm. Hơn nữa, đây là ngành sản xuất công nghiệp chủ yếu theo dây chuyền, nên số lượng lao động tập trung lớn. Trong dây chuyền sản xuất, muốn giữ được an toàn, bắt buộc thợ mỏ phải rất cẩn trọng trong mỗi thao tác cụ thể. Nghĩa là bắt buộc phải chấp hành một cách nghiêm ngặt biện pháp kỹ thuật an toàn, quy trình sản xuất và mệnh lệnh của người chỉ huy, chẳng khác gì người chiến sĩ chiến đấu ngoài chiến trường. Đó là thứ kỷ luật bắt buộc đối với mọi người cùng hành nghề làm mỏ, từ công nhân mới vào nghề đến giám đốc, tổng giám đốc. Trong nhiều năm, than Mông Dương dường như chưa khi nào hết khó khăn, thử thách. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ và công nhân than Mông Dương vẫn kiên trì bám mỏ, nêu cao bài học đã trải qua, phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm để phấn đấu sản xuất thật nhiều than cho tập đoàn. Những câu chuyện vượt khó và bài học kinh nghiệm của than Mông Dương về khắc phục thảm họa ngập mỏ, về quá trình bứt phá vươn lên khẳng định mình, mang rất nhiều giá trị với mỗi thợ mỏ nơi đây. Sự kiên trung của thợ mỏ Mông Dương cũng đã để lại những ấn tượng vinh quang ở vùng mỏ Quảng Ninh và cả tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam.